Đây là chiếc BMW duy nhất có thể thử độ bền nhé các bạn. À, mình sẽ bắt đầu thử độ bền. À, 3, 2... Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có ở đây rất nhiều Realme 7 Pro, Huawei Watch GT 2 Pro, đồng hồ thông minh có màn hình Sapphire. Rồi mình có cả ai quần què phiên bản One Piece là một miếng đó các bạn. Còn đây, hôm nay mình sẽ mở chiếc BMW đầu tiên mà mình có khả năng sở hữu nha các bạn. Ghê nhờ. Rồi, lại còn hiệu năng chiếc... cao nữa này. Rồi, đây là phiên bản M Performance. Thì các bạn biết là dòng sản phẩm của BMW thì họ có cái những cái xe nào có chữ này. Thế nghĩa là nó sẽ hội suất rất là cao. Độ thể thao, body, các kiểu thể loại mọi người. Vượt mấy cái này, chúng tôi không quan tâm. Chỉ là cái thẻ đẹp mà. Ờ thế à, đỡ xem nào. Đầu tim. Rồi, đây chúng ta có những cái thẻ của BMW ô tô các kiểu gì đấy. Ốp lưng BMW M nha các bạn. Đây, cũng có logo này. Ta sẽ có dây sạc gì. Ui, củ sạc to bằng mẹ củ sạc MacBook ạ. 120W nặng dã man này. Rồi, ok, thì cảm ơn bạn Khôi đã mượn Chí Khánh cho bọn mình làm trên tay cái video này. Ủa? Bao tí. Ơ, cái mặt da thật đó. Da thật. Không, anh Vinh ơi. Rồi, mặt lưng các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có logo ba sọc. Nhưng ba sọc này là nó ba màu khác nhau đấy các bạn. Nó sẽ là màu đỏ, màu đen và màu xanh kết hợp với trên cái tông màu trắng. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tương tự như là cái logo của M Performance. Cái da ấy là da đít con lợn Himalaya đấy. Đít lợn Himalaya á? Đúng rồi. Sao mày biết? Gì? Em xem video quảng cáo. Oh, wow, hóa ra là đít lợn nó lại chất lượng như này à? Đít khôi đấy. Ôi, mình sờ thử xem nào. Ui, đít giá trị phết. Đít này phải ngồi lấy sợt các bạn ạ. Nhưng mà không có cửa. Đây, đít BMW nó chất hơn. Đấy. Phía sau có dòng chữ là innovation. Và các bạn sẽ nhìn thấy là bên cạnh hông của nó các phím bấm còn thiết kế rất là vật vờ. Đó là nó sẽ được làm hơi lõm cạnh xuống bên dưới, rất là mỏng mai. Và đây, ui, phím này sờ ngay tiếng kêu này. Ui, mình có thể duỗi móng tay được ở đây các bạn ạ. Đừng chấp sơn. Ui, à thế à, sao không nói. Ở bên dưới sẽ có cổng sạc, loa ngoài. Ta sẽ cùng nhau mở. Wow, có bình thường. Rồi, đây là giao diện bên trong. Chắc phải có một cái theme BMW chứ. Theme BMW này là cái theme mặc định đó. Đúng rồi, thì nó là cái đấy. Nó là cái đấy. Má chí người ta đã bảo. Ít nhất phải có logo của BMW ở đây. Có chữ Motorsport này, thấy chưa. Rồi, giao diện người dùng xem nào. Ui, vẫn rất là vivo các bạn ạ. Đây. Về chiếc điện thoại này thì ta sử dụng là phi xử lý Snapdragon 865, 256GB RAM, Android 10, RAM của chúng ta sẽ là 8GB. Rồi, thì như vậy đây là bài mở hồi các bạn về chiếc BMW duy nhất hiện tại mà mình có khả năng sử dụng được. Nó khá là nặng và cũng như là đầm tay. Và mình đang tính là sẽ làm một bài thử nghiệm, đó là sạc 120W. Thì trong bao lâu thì sẽ đầy được cái chiếc điện thoại này. 15 phút. Việc của mày à? Ai mượn mày spoil đấy? Thằng khốn nạn khôi spoil các bạn ạ. Hãy comment cho mình biết ý kiến bên dưới để mình sớm làm. Cái sạc này làm nhớ đến cái sạc ở cái dòng sản phẩm McLaren của OnePlus. Nó cũng sẽ có màu vàng kiểu như thế này. Cái đây. Sạc này làm mình nhớ đến sạc của MacBook. Rồi, sẽ còn có như là so sánh với Realme ở đây một chút. Thì anh em thấy đây chiếc Realme 7 Pro có một chiếc điện thoại sạc siêu nhanh. Con này cũng là sạc bao nhiêu nhỉ? 65W này. Rồi, chúng ta sẽ còn có ở đây như là chiếc iPhone 6 Plus sạc siêu nhanh này. Sạc của nó là 10W này. Chúng ta sẽ còn có chiếc Joy 4 này, cũng sạc siêu nhanh là 18W này. Rồi, thì các bạn nghĩ sao? Bỏ ra 20 triệu mua chiếc điện thoại này có đáng hay không? Chiếc BMW đẹp luôn. Đây là chiếc BMW duy nhất có thể thử độ bền nhé các bạn. Mình sẽ bắt đầu thử độ bền. 3, 2... Thôi! Khôi sợ mấy người đi mơ. Khôi, tung thử nhá. Thôi! Này, cho tung không? Hay là bán video sau. Khôi đó là phải đeo đồng hồ đâu, nhịp tim lúc này trong đó tim 102. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe.